Rồi Minh Tăng xin chào lão cao chú anh chị mọi người nha. Thì bữa nay tới nhà của anh Minh. Mình bà già của anh Minh nha mọi người. Đó, thì Kiệt với con dâu đi rồi. Giờ ảnh chỗ kia bị đuổi rồi nên về nhà bà già sống nè. Bà già giờ bị mù nha mọi người, bị tai nạn. Bà già của anh Minh thì đang bị rất là nặng em. Đây là con trai út của nữa. Anh tính ở đây luôn ha. Ở đây luôn ha. Nó rồi. Anh chờ đi, ta chụp hình. Để cho ngồi xuống đây, ngồi đây nè. Nhâm con. Rồi sao? Có chịu tắm cho bả không? Cảnh khó khăn quá nên là quay tắm rồi. Hả? Xin nước tắm cho bả đi. Ngồi tắm cho bả nha, cho bà cụ nha. Tắm cho bả sạch sẽ cho bả hôm rồi vô đây ở nha. Lau nhà đồ cho nó sạch sẽ. Ừ, dâu mà không biết làm chứ hả? Tao mua cho bả không á. Anh nói bả rồi. Tôi lau không ai lau. Dạ có lau không? Uống sữa hả đây? Quá trời rồi nó bu rồi kìa. Nó dơ kìa. Thật cụ năm nay nhiêu tuổi mà mấy anh cũng không biết nữa hả? Bốn. Gì? Bốn. Bốn hả? À. Bốn gì? 40. Bà cụ 40 tuổi. Bà mới 40 sao? Thầy ơi. Thiệt không? Thiệt. Anh năm nay nhiêu? Tôi tuổi không dám hả? Hả? Dám có ba mấy hả? Mới ba mấy hả? Anh ba mấy nha. Con cọp nè. Rồi anh này nhiêu? Cọp á. Là nhiêu? Cọp ngoài gì à? Ở ngoài hả? Chết cái này kìa nè. Má vừa. Má. Giận luôn rồi. Giận rồi. Bỏ cái xài vô tổng giận. Hai bài. Trời không cho cạp lụm má nó. Thì tôi mới làm lụm da luôn. Tôi xin nước tôi để không, không có rồi. Không có dụng có cạch cầm nữa bây giờ. Giống bút lỏng rồi hả? Bà còn hơi lạnh tắm đi. Nấu nước á, mình nấu nước tắm mà cụ đi. Tắm hoài à, nấu nước nóng tắm phải hoài à. Tắm nước nóng mới được. Tắm nước nóng mới được. Tắm nước nóng pha với miếng nước lạnh á. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Đó. Anh nhiêu? 37 à. Anh 37 tuổi. Anh 37 ha. Rồi bà cụ là 40 tuổi. À, 40. 40 tuổi anh 37 tuổi. Rồi ba anh nhiêu tuổi? Mất từ lâu lắm rồi. Mà hôm nay còn có nhiêu tuổi? Đó. Năm nay ba anh còn là phải nhiêu tuổi? Anh ngồi ở đây nè. Ngồi hôm nay nè. Ba anh còn phát nhiêu tuổi? Ổng khối có tiền nữa hả? Ba anh tắm, lớn hơn ba là 3 tuổi. Kệ, không còn. Vậy là 43 tuổi nha. Tắm. Mày nói tôi lấy ba ông 2 triệu. Má, tắm không nhiều. Coi gì? Uống sữa đây. Uống qua của tôi hơn 300 bạc. Ai lấy? Mẹ. Lấy làm gì? Cho lộn mắng. Đúng quá, không được. Cho bà một đâu, hỏi bà người tiền, gọi tiền không? Đây là tiền của anh Tuấn với chị Nga bên Mỹ. Đúng rồi, tôi hỏi rồi. Hả? Điểm rồi. Điểm rồi phải không? Điểm rồi phải không? Tao điểm rồi, đủ rồi. Không mấy nữa đó. Trường Bích Ngọc lại lấy của bà đó. Cô lấy tôi uống nước leo, cô lấy. Đâu đếm rồi. Mấy cái này là để dành mua đồ ăn cho bà nha, chứ không có cho ai lấy xài nha. Không có lấy của bà nha, tức là lấy 200 mua đồ ăn cho bà thôi. Để bà dành. Cắt đi bà nha. Cắt đây. Cắt. Nước tắm này tới cho tiền cô. Ừ. Nước tắm đi. Rồi anh đi xách nước đi cho bà tắm. Ừ. Nấu nước. Có. Ừ, anh đi xách nước đi anh ấy. Tôi đó. Ơi. Anh ấy. Đi xách nước đi. Cho dâu tắm kìa. Cái này ta phải nhà ta dọn dẹp đừng cho có gùi quá trời gùi rồi. Ta vô cái gì cũng đem vô cái đống. Cái gì đi. Mà dơ cũng đem vô trong đây hết rồi. Tại em chụp bỏ bớt cái đó mà đem về diện cái đống gì đó. Ai đem vô? Vợ chồng Tiến Minh Tuấn đem vô nè. Mình đem vô nha. Ừ. Em Minh chụp nè. Không à. Tức là ba của Chiến. Ừ. Đem vô. Cái đúng với bà là lại đây. Cái nút đó. Lại, đi lấy tắm cho mẹ đi. Quỷ đi dắt qua tới ngày rồi con quỷ. Lấy dây rồi xếp quậy. Gia đình này bất ổn quá vậy. Rồi. Mở
cho cơm nó ngủ. Sao rồi tối hai chồng không không vô vô đây ngủ mà ngủ ở ngoài đường chi vậy? Ngủ rồi đó. Ngồi chơi. Ngồi chơi ha. Ngồi. Kêu ông mấy cái xài đi đang đi tắm. Đồ gì đồ cái đó lại gì trong đống đậy chứ hả? Đồ con Nhi con nháo lại từ lúc đủ ai? Đồ ai? Đồ con Nhi hả? Đủ quá, không không đem đi được, ta thải nó nữa tôi lốp. Nó bự. Như là cuộc chiến của mẹ chồng với nàng dâu. Chết nước đâu? Thấy mà chị má tôi cũng la được rồi. Đâu? Cắt nhau lắm hả? Đủ quá rồi con mắt đều đưa cả trăm ngàn đợi tao rồi, trả đợi tao rồi. Mấy giờ biết giờ không? Hả? Mấy giờ? Em ngồi không biết giờ luôn hả? Anh tên gì? Anh con trai út rồi tên gì? Cường. Anh Cường ha. Rồi anh sống ở đâu? Đây nè. Ở cái mấy trái cái bên đó hả? Dạ. Cặp nhà đúng rồi. Cặp nhà ha. Con gì? Dạ. Ngắn ha. Dạ. Mẹ tuổi gì? Tuổi con gì? Thịnh. Tuổi Thịnh ha. Là 40 tuổi. Rồi anh ăn cơm đâu anh Minh? Ăn đây nè. Ăn đâu? Hả? Đây luôn. Đây luôn. Rồi nó chiều nấu cơm chưa? Chưa. Cái này là ở đâu đó, không phải đất nhà đó. Rồi như người ta đuổi rồi đi đâu? Mình đâu đuổi được không? Ở đây đâu ai đuổi? Thôi đuổi hả? Đất là đất nhà mình hả? Mọi đuổi người ta mà tại hứa cho mình ở đằng sau hè đó đó. Ừ. Hai nền. Ừ. Mà tới giờ thì nước đuổi á. Ừ. Không cho mình ra. Vậy là năm nay là anh mới ba mấy rồi ha? Dạ. Rồi bà mẹ thì 40 ha? Rồi hôm nay anh bao nhiêu tuổi? Minh nè, mới đi khám cái vụ rồi nào? Lâu. Gì? Lâu lắm mà. Mấy tháng rồi? Tháng mấy rồi vậy? Tháng mấy rồi ha? Khám nhớ lên hỏi là mẹ tên ba. Ai? Mẹ tên gì? Mẹ tên ba hả? Tên ba hả? Nói là hơn má hơn má gì luôn đi. Mẹ tên ba. Mẹ tên gì? Mẹ tên ba. Thương mẹ không? À, thương không? Mình thương mẹ không? Rồi, còn thương vợ không? Đái. Còn thương vợ không? Đi đâu mất tiêu rồi? Đi xách nước rồi. Xách nước hồi tắm tắm. Đi qua kiếm bạn ơi. Đi. Đi chưa ta đi coi. Rồi bà dẫn bỏ đi đâu rồi? Đi xách nước. Giờ đi xách nước nè. Xong sách gì á? Mới 38 không? Tấm 38. Ở vô quá là đủ quá, mẹ chết đi. Tấm xe cũng tỉnh lên cho bả luôn. Xe gì? Xe gì? Dạ, dùng đủ mẹ nó đá một xe. Được quá. Nè ăn trái cây đi con mua cho. Có hương mà không? Hả? Có hương mà già không? Ừ. Sao không hương? Sao không hương? Giờ tôi cũng vừa vậy. Nằm quá hết giờ. Đi về tắm mở nè. Đi cua bà để mình xài đi. Mà đưa cho Minh không còn đồng bạc. Chịu quên nó đây nè. Ê, mua dịch cả này thử luôn lũ tay mày. Đây, đủ má mà đưa lên trang mạng để trả lại đâu. Đi 300 ngàn nữa đây. Còn ông có tiền không? Kìa, vô kìa. Vô kêu ông coi. Có cho tôi 300 ngàn. Kêu không đưa. Đã này ta không cho, tôi lộn hết chân rồi, còn gì nữa.
Cho ai? Đủ má tao bắt được tại tay mừng. Bắt không? Bắt ở đâu? Tối ăn cơm đâu? Tối ăn đâu? Anh gì mà vô cơm hộp cũng vậy. Cộng nội nào ăn ăn cơm với tiệm rồi. Ai? Đó, ông nội, ông nội cái đầu chùa. Ông ăn mình hay gì? Ông đi ăn với ai? Vậy cho tiền kìa, ông đi vô. Ba chữ không kìa anh Minh, ba chữ không kìa, ba chữ anh lấy tiền đi đâu hết trơn. Con dâu cũng tắm nè. Dạ, con dâu tắm cho mẹ chồng đó, thấy chưa? Con dâu tắm lau giờ đó. Con dâu ra tay cho tắm cho mẹ chồng nè. Dạ hả, ai cũng thương liền. Tắm bảy rồi qua đó. Nên là tắm cho mẹ chồng bữa nha. Dạ đó. Vậy. Rồi tắm vô ăn cho còn miếng uống ta hết đi. Rồi vô lấy đồ áo tắm đi. Ở chặn ra đi con. Cầm sữa cho mẹ uống kìa. Ba hỏi ba cái tiền ông lấy cho ai ăn hết trơn kìa. Ba nóng rồi kìa. Tiêu rồi. Đủ má nó hỏi mày vừa nội tôi cái bụng gánh gì. Bà nội mình đi ra quýnh thằng đó đó. Ờ mà cái này tại sao mày lấy tiền ra 300 ngàn. Ừ lấy. Rồi á. Đủ mấy cái miếng ghế này thì người ta đồ tiền vàng tụi tao dưới à. Đó nè. Đi cầm đồ hả? Mua vàng á. Mua vàng hả? Đi mua mà kẹo đi. Mua Hiếu hả? Mày lấy tiền của tao. Mua vàng Hiếu hả? Hiếu mua đừng mua. Đủ mẹ nghe lời dắt mua. Đi kể ta. Bớt để tiền cho mẹ. Hả? Nói tao vừa nói tao đi mua điều hen chằn chả để đâu tao đâu. Ừ. Hiểu tao đâu không phải tiền của mày. Không bị. Cái này mua nhiêu? Cái đôi bộ đôi bông này mày mua nhiêu? Cái giấy còn không? Còn ha. Mua nhiêu tiền? 300. 300 ngàn ha. 300 ngàn. Giục cho bà cầu nữa con. Rồi sao không lấy tiền bán thằng chi? Cho bà trả tiền đi. Giục vô thùng giá đó cho bà cầu đây. Ông lấy tiền đi đâu con? Chúng chị gì với chết hết trời ơi, đi sáng đi uống đồng viên cái tao nghe. Mày là thằng, mày là thằng đi điếm. Bây giờ không nói nữa. Lấy gì xong bồng thơm. Thằng ơi, có lấy tiền cho vợ cho gái ăn. Dạ mày ơi. Tắm cho bỏ thơm gì. Xin đi đi, cứt chân lên trả lời tao 300 ngàn. Thằng ơi, có 300 ngàn là chết rồi. Sao? Bỏ đầu tiền kìa. Tiền đâu trả? Ừ, tiền đâu trả? Tiêu rồi. Chứ này không có tiền trả là tối bà không có cho ôm là sao? Đó là chứ là tiêu rồi, cười rồi. Sao? Tối bà không cho ôm rồi sao? Bà Hương hả? Bà Hương anh không? Hương không? Nó bộ nói vậy. Nó làm bộ ha? Mà tốt, mà tối tao có cho ôm không? Bà chữ kìa. Tao ra kêu bà vô ấy. Đi. Ê, có dẫn rồi. Rồi kêu bà vô ấy. Lẹ đi. Đi. Bông thơm. Đó, kêu bà vô đi. Dẫn rồi. Rồi kêu bà vô. Ừ. Trời ơi, tắm gì mà bà tắm xong. Cái bông thơm đâu phải đâu. Cái này xà bông thơm mà cái gì? Rửa chén. Rửa chén. Không phải em nội. Ừ. Xà bông rửa chén. Thử. Rồi. Rửa chén nào? Phải. Phải không? Nó bỏ đâu? Tại em dốc vô đây nè. Dốc vô đó đó hả? Đâu được rồi. Thiệt không? Thiệt. Em đâu dốc à. Phải không? Ừ, bông thơm. Sao chế vô đó? Bông thơm hả? Em chế vô á. Tức là mua chế vô hả? Dạ. Rồi, cái này hết rồi. Tưởng sao bông rửa chén. Bây giờ anh đi đâu rồi? Đi công chuyện hả? Ừ. Rồi, chuẩn bị tắm cho bà đấy ha. Lấy giò bả lại. Giò bông thơm ai quy cần.
Trời ơi, thôi. Ai đứa tiền nó bà mày sợ. Mày sợ lấy tiền của bà mà. Mày sợ lấy tiền ha. Kêu vợ anh kìa vô tắm coi. Tiền của bà qua đây nè. Con dâu rồi, vô tắm rồi. Dâu đâu? Vô đây. Phải mà hả bạn áo nhỏ nhỏ. Để bà xuống đây tắm. Tắm đi. Tắm chỉnh. Mấy giờ bông thơm quá nè nè. Ê. Để cho nó đèn bóng tối lại cho. Đâu đó nó lấy áo ấm bả chùm lại đây. Chùm mới lạnh nha. Cậu ơi tắm. Xin nước tắm bà chồng á. Sao không vô tắm vậy bà? Hả? Gì? Có hương quá không? Được mà nói bà không nghe. Nói bà làm sao? Tôi nói bà má ơi. Bà thương tính tiền gì mất công. Có tiền gì lấy của bà hết. Đá bà muốn lộn mèo, bữa đó muốn lộn mèo. Kì vậy? Múc bà một đá nữa. Bà Hương tính kiệt ha. Đó bây giờ. Bà còn cái xương không, còn cái da không nổi, còn gì đâu. Thì sao không biết vô vô tắm cho bà già? Đã có tiền nhiêu quá cho tính kiệt chưa hả? Thôi vậy, trên tỷ. Đi tính bát, tính kẹp. Tôi hỏi anh bây giờ hả, cái điện thoại này nè, mua triệu của ta không bất kỳ, nó có bán quá, bán cho nhiều, tụ tiền, ba mấy triệu. Ca ông bài coi. Nghĩ ca. Nghĩ ca hả? Biết ca không? Ca dữ lắm. Ôi, biết ca đâu ca. Múa ơi, nhảy ông bài ơi. Kêu một mình nó múa đi. Nhảy ông bài cho ông sợ coi. Vô tắm cô. Tắm mẹ chồng đi. Vô tắm mẹ chồng kìa.